Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm ớt rim nước dừa. Với chia sẻ của mình ngày hôm nay thì cái ớt rim này lên màu rất là đẹp luôn, bảo quản được lâu nè. Cái món ớt rim này thì nó sẽ rất là thích hợp và hợp cho những cái món như hủ tiếu nè, phở, bánh canh. Mình ăn kèm thì rất là cuốn luôn đó. Nếu mà bạn nào chưa biết cách làm ớt rim làm sao cho nó lên màu đẹp nè, cái ớt của mình nó dẻo, thơm và nó có cái độ cay ngon, hấp dẫn thì có thể tham khảo và cùng làm với mình trong video ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt tay nhau và cùng làm thôi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên chúng ta sẽ có 700g ớt sừng không cay. Mình sẽ sử dụng ớt sừng không cay. Nếu mà trường hợp các anh chị và các bạn ăn cay nhiều thì có thể thay thế một chút xíu nha. 300g ớt sừng cay. Ớt sừng cay này thì khi mà mình làm thì nó cũng sẽ cay cay hơi hơi thôi. 2 củ tỏi nè. Và bên đây thì mình sẽ có 1 lít nước dừa tươi. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mang cái phần ớt sừng không cay này, mình sẽ bẻ cái cuống nó đi ha. Rồi mình sẽ mang đi rửa sạch nhiều lần với nước và mình để ráo. Như mình đã nói, nếu mà các anh chị và các bạn ăn cay nhiều thì chúng ta có thể cho 50 ớt sừng không cay và 50 ớt sừng cay nha. Kế tiếp thì chúng ta sẽ tiến hành mình luộc ớt. Khi mà mình luộc ớt thì chúng ta sẽ nấu sôi cái phần nước này lên và mình cho một muỗng canh muối vô cái hỗn hợp nước sôi. Và cái ớt đó, sau khi mà mình bẻ cuống, mình rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ thả hết vô đây và mình sẽ tiến hành mình luộc. Luộc sẽ có tác dụng giúp cho cái ớt của mình nó giữ được cái màu nè. Và khi các anh chị và các bạn xên á thì nó sẽ không có bị giống như là mình bị sặc ớt nha. Và mình luộc ở đây trong vòng 3 phút. Sau 3 phút thì chúng ta sẽ tiến hành mình mang cái phần ớt này mình qua mình rửa lại, rửa sơ qua với nước đó, để cho nó giống như nó giảm cái độ nóng lại, nó không có chín ớt của mình nó sâu. Tại vì cái ớt mà nó chín quá thì nó sẽ làm cho mất màu của ớt nha. Rồi quay qua thì chúng ta sẽ tiến hành mình cắt ra những cái miếng nhỏ như thế này, rồi mình cho vô cái máy xay á, máy xay thịt đó, chúng ta sẽ thay xay cho nó nhuyễn ra nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt vô và mình sẽ tiến hành mình nhấn nút mình xay ha. Mình cảm thấy rằng xay ớt bằng cái máy xay thịt này thì nó sẽ rất là tiện và nó sẽ nhanh hơn các anh chị và các bạn băm nhé. Tại vì do cái tỷ lệ ngày hôm nay mình làm cũng nhiều mà mình băm tay thì nó sẽ hơi cực một chút xíu. Mình xay nhuyễn tùy và mình thích, mình xay vừa tới như thế này là được rồi. Kế tiếp thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái chảo và mình cho vô đây cỡ tầm 2-3 muỗng canh dầu ăn. Cái phần tỏi thì chúng ta sẽ sử dụng 2 củ tỏi và mình sẽ băm nhuyễn ra, rồi chúng ta sẽ phi cái phần tỏi này cho thơm vàng lên nha. Sau khi tỏi đã thơm vàng rồi thì mình sẽ cho hết cái phần ớt mà mình đã xay nhuyễn đó mình cho vô và mình sẽ xào cho nó xanh lại. Vì là ớt của mình đã trần qua nước sôi nên là trong quá trình mình xên như thế này sẽ không có bị sặc ớt đâu, nên là các anh chị và các bạn yên tâm nha. Rồi sau khi mà nó hơi xanh xanh rồi chúng ta sẽ tiến hành mình cho cái nước dừa đó mình chán vô cái tô vào nãy mình đựng ớt để lấy những cái ớt còn sót lại trong cái tô nha. Và cái lượng nước dừa mình sử dụng ngày hôm nay là cho 1 kg ớt, đó là tầm 1 lít nước dừa thì mình cảm thấy là nó vừa phải nha. Và khi mà mình đổ 1 lít nước dừa tươi vô đây thì cái phần ớt nó xâm xấp như thế này là được rồi nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đảo đều tay. Lưu ý rằng trong quá trình mình xên thì các anh chị và các bạn luôn đảo đều tay để tránh trường hợp cái phần ớt của mình nó chìm xuống dưới và cái phần nước dừa nó rút đó, thì nó sẽ làm cho cái phần ớt của mình nó bị khét nha. Rồi chúng ta sẽ cho 200g đường, 100g nước mắm và cái tỷ lệ này thì mình cảm giác được á, là cái phần gia vị trong cái món ớt này thì rất là vừa ăn. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ cho một muỗng canh muối hồng. Nếu các anh chị và các bạn không có muối hồng, chúng ta có thể thay thế bằng muối thường cũng được nha. Rồi sau khi mà cho hết các gia vị vô rồi thì chúng ta cứ xên trên lửa đều tay cho tới khi nào rút hết cái phần nước dừa và cái phần ớt của mình nó trong lại là được nhé. Và sau một hồi mình xên nè, nước dừa nó đã dịch xuống và cái phần ớt của mình nó cũng đã bắt đầu lên màu rồi đó. Lưu ý rằng chúng ta không có được nôn nóng mà mình cho lửa lớn quá thì cái phần ớt của mình nó giống như là nó chín áp quá thì cái phần ớt nó không còn giữ được cái độ đỏ đậm và cái ớt của mình nó lên màu không có đẹp và cái ớt nó không có trong nha. Và sau một hồi cỡ tầm 45 phút thì lúc này cái chảo ớt xào của mình, ớt rim của mình nó đã sánh cái phần nước dừa vô rồi thì nó lên màu rất là đẹp luôn. Lúc này thì cái ớt đã vừa vị rồi nè. Khi mà xào xong thì các anh chị và các bạn sẽ để cho nó nguội rồi mình bảo quản trong những cái hũ lọ rồi mình cho vô ngăn mát tủ lạnh mình ăn dần nha. Với cái cách làm ớt rim này như mình đã nói thì nó sẽ rất là hợp trong những cái món như hủ tiếu, bánh canh, phở, giống như cái món nước đó các anh chị và các bạn muốn cho vô mình ăn kèm thì cũng rất là ngon luôn. Hoặc là cho vô nước mắm mình chấm kèm cũng rất là hợp lý đấy ạ. Sau khi mà mình nó nguội rồi đó thì chúng ta sẽ cho vô những cái keo như thế này
và mình tiến hành mình bỏ vô canh mát tủ lạnh. Thì với chia sẻ này thì các anh chị và các bạn có thể bảo quản cái ớt rim này trong canh mát tủ lạnh được trên 6 tháng luôn đó. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bạn hỗ trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi kênh của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.